sản sinh những anh hùng làm rạng danh dân tộc. Thank you.
chứa lên đến 1.500 khách. The Aria Palace bao gồm 4 khu vực: nhà hàng Aria Restaurant, 24 phòng ăn riêng, Aria Cafe và Aria Fabric, nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc cưới. The Aria Palace được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng tiên tiến nhất, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về tổ chức sự kiện của khách hàng. Với phong cách kiến trúc sang trọng, hiện đại cùng dịch vụ đẳng cấp, The Aria Palace sẽ luôn nỗ lực để trở thành một điểm nhấn đáng tự hào của thành phố Ninh Bình trong tương lai.